xin kính chào bà con nông dân và các bạn. Chào mừng bà con nông dân và các bạn đã quay trở lại với kênh Giá Lúa Gạo Mới Nhất. Đây là nơi bà con nông dân và các bạn có thể tham khảo được giá cả lúa gạo mới nhất trên thị trường trong và ngoài nước. Lời đầu tiên, xin chúc bà con nông dân được nhiều sức khỏe, vụ mùa bội thu, trúng mùa được giá. Nếu đây là lần đầu tiên đến với kênh, xin hãy nhấn vào nút đăng ký màu đỏ bên cạnh, nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Xin cảm ơn bà con. Thưa bà con, một tin vui cho nền sản xuất gạo Việt Nam là giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng trong tuần này. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trong tuần này tăng từ mức thấp nhất trong hơn một năm nay nhờ nhu cầu tăng cao sau khi chính phủ tăng cường mua để dự trữ quốc gia và các nhà buôn ngừng nhập khẩu gạo từ Ấn Độ. Giá gạo đồ 5% tấm xuất khẩu của Ấn Độ không thay đổi và đứng ở mức 358-363 USD trên một tấn trong tuần này. Còn giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Thái Lan trong tuần này cũng ít thay đổi so với tuần trước khi đứng ở mức 280-402 USD trên một tấn. Giới thương nhân tại Tân Cốc cho hay nhu cầu không hề giảm và chi phí vận chuyển cao khiến có thể người mua hướng tới gạo Việt Nam nhiều hơn. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng trong tuần này từ mức thấp nhất trong hơn một năm nhờ nhu cầu tăng cao sau khi chính phủ tăng cường dự trữ và các nhà buôn ngừng nhập khẩu gạo từ Ấn Độ, với dự kiến chi phí vận chuyển cao sẽ giảm bớt trong thời gian tới. Phiên cuối tuần này, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã tăng từ 385 USD trên một tấn trong hai tuần trước lên 400 USD trên một tấn. Một thương nhân ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết vụ hè thu sắp kết thúc, trong khi nhu cầu trong nước bắt đầu tăng cao, chính phủ cũng tăng cường mua gạo để dự trữ quốc gia sau khi đã cung cấp gạo cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 vừa qua. Thưa bà con, sau đây kênh sẽ đưa thông tin về giá cả lúa gạo trong ngày hôm nay cho bà con tham khảo. Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long xu hướng ổn định. Trong tuần qua, giá lúa tăng giảm trái chiều giữa các địa phương, thị trường giao dịch lúa gạo cũng còn chậm. Tại An Giang, giá lúa hôm nay đi ngang, cụ thể giá lúa nếp vỏ tươi 3 tháng rưỡi từ 4.200 đến 4.300 đồng 1 kg, lúa OM 5451 tươi ở mức 5.000 tới 5.200 đồng 1 kg, lúa OM 18 giá 5.500 tới 5.600 đồng 1 kg, lúa OM 6976 tươi giá từ 5.000 đến 5.200 đồng 1 kg, nếp Long An tươi có giá từ 4.400 đến 4.500 đồng 1 kg, lúa IR 50404 giá từ 4.700 đến 4.900 đồng 1 kg, lúa OM 9582 giá từ 4.800 đến 4.900 đồng 1 kg, lúa Đại Thơm 8 giá từ 5.600 đến 5.800 đồng 1 kg, nàng Hoa 9 giá từ 6.000 đến 6.100 đồng 1 kg, lúa Nhật giá từ 7.500 đến 7.600 đồng 1 kg, nàng Nhan Khô có giá từ 11.500 đến 12.000 đồng 1 kg. Tại Sóc Trăng, giá các loại lúa dao động từ 5.200 đến 5.700 đồng 1 kg tùy giống lúa, trong đó lúa OM 18 ở mức 5.300 đồng 1 kg. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, trong tuần qua giá lúa tăng giảm trái chiều giữa các địa phương, cụ thể với giá lúa hạt dài tươi mua tại ruộng ở Đồng Tháp giảm 100 đồng còn 5.150 đồng 1 kg, tại An Giang giảm 100 đồng còn 5.150 đồng 1 kg, trong khi đó tại Tiền Giang ổn định ở mức 5.350 đồng 1 kg, tại Long An ổn định ở mức 5.300 đồng 1 kg. Với lúa thường tại ruộng, riêng An Giang tăng 50 đồng lên 4.800 đồng 1 kg, các địa phương khác như Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang không có biến động. Với giá gạo, hôm nay tiếp tục xu hướng giảm nhẹ, cụ thể gạo nguyên liệu ER 504 giảm 50 đồng còn 7.450 đồng đến 7.550 đồng 1 kg. Gạo thành phẩm IR 504 giảm 100 đồng còn 8.600 đến 8.700 đồng 1 kg. Các loại khác giá ổn định gồm cám vàng 6.600 đồng 1 kg, tấm loại 1 IR 504 dao động ở mức 7.300 đến 7.400 đồng 1 kg. Tương tự giá gạo tại các chợ lẻ của tỉnh An Giang hôm nay ổn định và đi ngang. Theo đó, nếp ruột giá 13 đến 14.000 đồng 1 kg. Gạo thường có giá từ 10.500 đến 11.500 đồng 1 kg. Gạo nàng nhang 20.000 đồng 1 kg. Gạo thơm thái hạt dài từ 17 đến 18.000 đồng 1 kg.
gạo thơm Jasmine có giá từ 13 tới 14 ngàn đồng một kg, gạo Hương Lài có giá 18 ngàn đồng một kg, gạo trắng thông dụng 15 ngàn đồng một kg, gạo Nàng Hoa 16 ngàn đồng một kg, gạo Sóc Thường 13.500 đến 14.000 đồng một kg, Sóc Thái 18.000 đồng một kg, thơm Đài Loan 20.000 đồng một kg, gạo Nhật 19.000 đồng một kg, cám 8.000 đồng một kg. Thưa bà con, bản tin giá lúa gạo hàng ngày của chúng tôi hôm nay đến đây tạm dừng. Nếu bà con xem tin thấy hay thì xin hãy chia sẻ thông tin này đến cho nhiều người cùng xem. Xin cảm ơn bà con. Sau đây kênh sẽ đưa thông tin về giá cả, thuốc trừ sâu và phân bón cho bà con tham khảo. Chúc bà con được nhiều sức khỏe. Bà con nhớ chấp hành tốt mọi chỉ thị của chính quyền địa phương để cùng chính quyền địa phương chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, sớm đưa cuộc sống bà con trở lại bình thường. Xin cảm ơn bà con và hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai.